1. Yuna XZ và Jun ASNSD. Em út của XZ là một trong những thần tượng có ngoại hình nổi bật nhất Gen 4. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng thân hình và thần thái của nữ idol đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhờ vẻ đẹp trưởng thành, cô nàng đã nhận được vô số bình luận tích cực kể từ khi ra mắt. Ngoài ra, Yuna được coi là một trong những thành viên quyến rũ nhất của nhóm. Vì vậy, trong một lần, cô nàng đứng chung khung hình với nữ thần Gen 2, Jun ASNSD, đã thu hút được một lượng lớn sự chú ý từ các netizen về nhan sắc của hai cô nàng tại sự kiện âm nhạc MBC Garo de Jun, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Jun A đảm nhận vai trò MC và Yuna là một trong những nhóm nhạc tham gia sự kiện. Khi khoảnh khắc họ đứng chung khung hình được chụp lại, netizen liền liên tục tranh cãi ai có nhan sắc nổi bật hơn và hầu hết các bình luận đều khen nhan sắc không tuổi của nữ thần Gen 2. Nữ idol có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to long lanh và góc nghiêng hoàn hảo. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy khiến bầu không khí xung quanh như bừng sáng. Trong cùng một khung hình, Yuna có phần kém hơn một chút về thần thái. Mọi ánh nhìn dường như đều đổ dồn vào làn da căng bóng và gương mặt đẹp dạng người của Juna rõ ràng tuổi tác không phải là vấn đề đối với Juna, vì cô ấy hơn Juna 13 tuổi và vẫn có thể vượt trội hơn đàn em. Và cũng vào chương trình này 2 năm sau, năm 2021, hai nữ idol lại đụng độ nhau một lần nữa trên sân khấu. Nhưng lần này, có vẻ nhan sắc của Juna đã thăng hạng hơn rất nhiều, các đường nét như búp bê, nét nào ra nét đấy, không hề thua kém đàn chị. Center của SNSD cũng không kém cạnh, đứng cạnh hậu bối cách nhau 13 tuổi nhưng không hề có sự cách biệt nào, nhờ vào sự tươi trẻ, làn da căng bóng, trắng sáng. Đúng là hai mỹ nhân nhà SM và JYP, đứng cùng khung hình tạo ra một combo video cực phẩm hiếm có khó tìm. Hai. Nancy Momoland và Jisoo Blackpink. Ngay cả trước khi ra mắt chính thức, thì Nancy đã nổi tiếng với vẻ đẹp thiên thần của mình. Cô nàng hiện đang là một trong những nữ thần tượng xinh đẹp nhất của cây pop và cũng là thành viên nổi tiếng nhất của Momoland. Một số người thậm chí còn gọi Momoland là Nancy và những người bạn vì sự nổi tiếng của cô nàng đã lấn át các thành viên khác. Tuy nhiên, khi đứng cạnh Jisoo, vẻ đẹp của Nancy hoàn toàn bị lấn lướt trên sân khấu Music Core. Nhiều người đồng tình rằng nữ thần Lai Tây rất xinh, nhưng khi đứng cạnh hoa hậu Hàn Quốc thì cô nàng có vẻ kém sắc hơn hẳn. Em út của Momoland lộ thân hình thấp và có phần mũm mĩm, khác hẳn với thân hình săn chắc của Jisoo. Chưa kể, nét mặt buồn ngủ của Nancy cũng khiến cô nàng kém thu hút hơn hẳn so với một Jisoo tươi tắn, vui vẻ khi đứng cạnh. Một lần khác, khi Nancy có một buổi chụp hình với các thần tượng khác của một số nhóm. Cùng với Nancy, buổi chụp ảnh này quy tụ năm nữ idol đến từ các nhóm nhạc nữ nổi tiếng: Seunji, Red Velvet, Dojon Weki Meki, Sun Kim Pristine, Jonghwa Exit, Duo Oh My Girl. Nhìn những bức hình này, dù người hâm mộ có yêu mến Nancy đến đâu thì họ cũng phải thừa nhận rằng, cô nàng trông kém nổi bật so với hầu hết các cô gái, từ thần thái cho đến trang phục, trong cùng một concept, các thành viên khác trông rất quyến rũ và lôi cuốn họ đã mang lại cho bức ảnh một sự dung cảm ma mị. Trong khi đó, biểu cảm gương mặt của Nancy ngây thơ và trẻ con không phù hợp với concept của bức ảnh. 3. Sana Twice và Irene Red Velvet Kể từ khi Sana tham gia Sixteen, một chương trình sống còn để thành lập Twice sau này, cô ấy đã nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài ngây thơ nhưng đầy quyến rũ. Đặc biệt, cô nàng trông tỏa sáng lạ thường khi đứng trên sân khấu, như một viên ngọc quý, nữ idol liên tục được netizen chú ý vì vẻ đẹp và thần thái cuốn hút. Hơn nữa, cô nàng thậm chí còn có phần lấn át cả cô em cùng nhóm, Tử Du, người được mệnh danh là quốc bảo visual của Twice. Chính vì vậy, khi Irene và Sana được chọn làm MC đặc biệt cho KBS Ga, Jodejun 2017, mọi người đã có cơ hội cùng chiêm ngưỡng hai cực phẩm nhan sắc của Gen 3. Họ có hai phong cách trái ngược nhau. Trong khi Sana sinh như công chúa với váy trắng và tóc uốn xoăn nhẹ, thì Irene lại chọn phong cách nữ hoàng thanh lịch, bí ẩn. Tuy thấp hơn Sana một chút, nhưng Irene được cho là vượt trội hơn Sana về cả nhan sắc và thần thái. Netizen chỉ ra rằng, trong khi visual của Red Velvet trông giống như một quý cô sang trọng thực sự thì Sana lại có vẻ ngây thơ, trong sáng. 4. Tử du của Twice và Seohun Tử Du ngay từ khi mới ra mắt đã được nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài nữ thần. Nhiều netizen đồng tình rằng, mặc dù có nhiều thần tượng xinh đẹp, nhưng nhan sắc của nữ thần Twice là điều gì đó vượt mọi mong đợi. Cụ thể, cô nàng không sở hữu đầy đủ các tiêu chuẩn nhan sắc Hàn Quốc như da trắng như tuyết, mặt vi lai hay môi trái tim, nhưng không hiểu sao, sức hút của cô nàng lại rất khác biệt và độc đáo hơn nhiều thần tượng khác, luôn được thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Năm 2019 cô nàng còn được bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới, nhưng trong một số bức ảnh khi tự du biểu diễn cùng Hani, Seo Hun AOA trong một chương trình, cô nàng trông như bị đàn chị lấn át nhiều netizen đồng tình rằng Tử Du có phần lép vế so với Hani và đặc biệt là Seo Hun báo vật quốc dân. Ngoài ra còn có những bức ảnh khác của Tử Du và Seo Hun chung khung hình và thành viên AOA vẫn thu hút nhiều sự chú ý hơn. Ngắm nhìn những bức hình này, dù em út Twice được khen ngợi về sức hút không thể phủ nhận, nhưng người ta vẫn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và thần thái choáng ngợp của Seo Hun. Một số thậm chí còn để lại những bình luận thẳng thắn như, tôi nghĩ Seo Hun là người đẹp nhất trong những bức ảnh này. Tử Du thực sự rất xinh, nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa phải là nữ thần tượng xinh đẹp nhất. Năm, Suzy và Jisoo Blackpink. Năm 2018, Suzy trở lại với ca khúc Holiday tại chương trình âm nhạc Inkigado của đài MBC. Thật trùng hợp, đó cũng là thời điểm Jisoo đảm nhận vai trò MC và vì vậy, khi Jisoo thực hiện một cuộc phỏng vấn, cô đã có cơ hội đứng chung khung hình với một trong những mỹ nhân hàng đầu K-pop là Suzy. Chẳng mấy chốc, chủ đề so sánh nhan sắc giữa hai mỹ nhân này chắc chắn xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên, về kết quả cuối cùng, hầu hết cư dân mạng đều bình chọn cho Jisoo. Dù cao hơn Jisoo và có nước da sáng hơn, nhưng Suzy lại không được chú ý nhiều như visual của Blackpink. 6. Jisoo Blackpink và Irene Red Velvet sẽ không quá lời khi nói rằng Irene là visual đẹp nhất Gen3. Trong bức ảnh này, ngay cả nữ thần Jisoo cũng bị cho là kém tỏa sáng khi đứng cạnh Irene. Rõ ràng, khuôn mặt của Irene không phải là chuyện đùa. Không ít lần cô nàng chiếm trọn spotlight so với các thần tượng nữ khác trong cùng khung hình, kể cả đàn em nhỏ tuổi cũng không phải là đối thủ của cô nàng. Trở lại với bức ảnh, dù vẫn nhận được lời khen về ngoại hình đỉnh cao nhưng Jisoo lần này trông có phần mệt mỏi và nhợt nhạt, có lẽ là do phong cách trang điểm của cô nàng, cũng có thể là do trang phục tối màu giảm đi sự tươi sáng. Kết quả là Irene với vẻ đẹp vốn có của mình trông vượt trội hơn hẳn cách trang điểm, làm tóc, trang phục và phụ kiện của cô ấy đều được kết hợp hài hòa, tôn lên gương mặt thiên thần của cô ấy. Còn bạn, ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé. Ngoài ra, các bạn nhớ like và subscribe kênh Kpop Channel để biết thêm nhiều nội dung thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.